bán bánh nè, hủ tiếu, wow, quá nhiều luôn rồi. Hai lúa thì dễ sợ, lần đầu tiên mới ăn được trái đào như vậy. Chùm chùm. Phía trước đó bà chiên chả cá nè. Đây là con đường Nguyễn Thiện Thực, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. À, điểm hôm nay mình đi đến đây là đó là chợ Bằng Cờ. Hôm nay thì mình sẽ đi vào trong chợ Bằng Cờ này, quay lại cho các bạn xem. Xin mời các bạn cùng theo mình nha. Chợ Bằng Cờ nằm ngay giữa hai đường Nguyễn Thiện Thực và Cao Thắng, thuộc phường 3, quận 3, Sài Gòn. Đối diện cũng chính là một cái hẻm khá rộng, ăn thông ra tới đường Hồng Thập Tự, tên cũ, tên mới là Nguyễn Thị Minh Khai, bằng những đường hẻm nhỏ hơn, rộng bằng 1,5m. Diện tích chợ Bằng Cờ rất lớn, giáp bốn mặt đường Bằng Cờ, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thiện Thực và Điện Biên Phủ. Riêng Nguyễn Thiện Thực và Bằng Cờ thì có đến 3 đến 4 đường để vào chợ. Đường chính vào chợ là từ đường Nguyễn Đình Chiểu. Từ đây nếu xuyên hết chợ thì tổng cộng sẽ gặp được 3 đường cắt ngang qua. Chính những đường cắt dọc ngang như Bằng Cờ này mà chợ có tên là chợ Bằng Cờ. Đây là con hẻm đi thẳng vào trong chợ. Hai bên này thì nhà cửa thì san sát với nhau ha. À, bây giờ là đi đến cái chỗ cái khu vực này đông người nè. Chỗ này bán sầu riêng, bán rau củ. Thấy mấy cô đang là bu lại mua sầu riêng. À, sầu riêng này, sầu riêng khổ qua. Thơm, đứng gần mình thơm cái mùi sầu riêng ghê luôn á. Đây là sạp rau củ nè, bán những cái món rau cải, có bồ ngót nè, có cải nè, có rau nhút nè, rau muống nè, có cà chua nè. Hình như mình đi cái lối này bán là thịt cá hải sản rồi nè, cua, mực, cá. Con cá gì ngộ hả? Cá gì mà nó vàng vàng thế rồi. Sầu huyết, ốc, wow. Nhiều món ốc ở đây. Bên kia là ốc móng tay, có ốc móng tay nữa nè. Cô đang bẻ cái đít á, sợ. Còn đây là chuối chiên, chuối chiên là có khoai chiên nữa. Chiên tại chỗ, về cái món này chiên tại chỗ ăn nó mới giòn ngon ha. Phía trước có cô bán tôm nè. Ba đường cắt ngang chợ được gọi là đường số 1, số 2 và số 3. Đường số 1 nằm song song và gần với đường Điện Biên Phủ nhất. Đây là con đường tấp nập nhất của chợ Bằng Cờ. Xuyên từ chợ Bằng Cờ đến chung cư Nguyễn Thiện Thực bán chủ yếu vào buổi sáng với rất nhiều quán hàng ăn uống. Đường số 2 và số 3 tựa như vậy, nhưng với quy mô nhỏ hơn. Sáng mà đi vào chợ, nếu không rành, các bà nội chợ có thể đi hết buổi sáng mà vẫn chưa đi hết chợ và chưa mua được cái thứ cần để làm cơm bữa trưa. Trong lòng chợ, đa phần là dân địa phương, nhà địa phương, sạp địa phương, không có quá nhiều trường hợp thuê sạp để bán như ở các chợ khác. Rau củ đầy đủ các loại, có cải, bắp cải, cải thìa, cà chua, rồi có rau muống, rau mồng tơi, bưởi, cam. Còn bên đây là thịt gà, thịt vịt nè. Đu đủ, đu đủ. Vừa nấu rồi cho chín đỏ tươi luôn nè. Măng cục, chuối. Đặc biệt ở chỗ này thấy có bán dừa, mứt dừa non nè. Loại mứt dừa này ăn ngon, sẽ ngon hơn mứt dừa già. Sáng.
Có đầy đủ rau củ đây ha, nấm nè, củ hoa nè, có đậu bắp nè, cà pháo nè. Đây là một quầy mì xào đồ chay, này là bán đồ chay đó, đồ mặn chứ. Khoai lang, khoai cao, ô đầy đủ. Đặc điểm của chợ này thì sẽ có những con đường chạy dọc chạy ngang cắt nhau chia đi vào trong chợ, nên là nó giống như bàn cờ, nên là mọi người người ta ví von nó giống như bàn cờ, gọi là chợ bàn cờ. Wow, đây là những cái loại trái cây tươi quá, hình như ở phía dưới là ở đây là hình như là cái thùng để giữ mát trái cherry, ô lê này. Ngon cực kỳ luôn ha. Bán một số đồ tạp quá. Bên đây thì trái cây nè, xoài, thanh long, hành, tỏi, bưởi, ổi, chôm chôm, sorry. Phía trước đó là rau má đó, mua về mình xay uống hoặc là nấu canh. Đây là xoài nè, rồi bánh nè, khoai lang, khoai mì, một số là bánh tay. Bên đây là bán một số là khô nè, cái này giống như cá tra, rồi tôm, một số loại tôm tép nha, có cả khô cá lóc, có cá sặc cái này nè. Con hẻm này em cũng nhỏ thôi ha. Bên đây là một cái quán phở bò, nghe cái mùi bò thơm. Bưởi da xanh nè, có rất là nhiều bưởi da xanh đây luôn nha, cam, xoài, cái cherry. À, phía trước là có nho có trái lê, táo. Còn bên đây là bánh ngọt, bánh khoai mì nướng nè. Bánh tráng. Bánh tráng đủ hết. Đủ hết, bánh phồng nếp nè, bánh khoai mì. Có cả bánh gừng nữa đây nè. Chỗ này là bán bánh ngọt, bánh da lợn, rau câu và có bánh khoai mì. Ồ, trái cây đây bán nhiều lắm nha. Kiwi. Mình thấy ba trái lũ này. Nè, là ba trái lũ này nó lớn nè. Cực kỳ lớn luôn. Bên đây có chỗ bán mứt dừa non nữa. Từ 8 giờ trở lên là đúng là chợ này bắt đầu là đi vào cao điểm, thì mọi người vào trong khu vực chợ này đông đúc nha. Chỗ này bán nhiều nấm quá nè, có nấm gươm, nấm hành như kim chi, có một số rau cải và có cà chua nữa. Bên trong là cái nhà bán tạp hóa. Cá ở bên đây cũng có bán cá thịt, có cá và có trước có gà nữa.
Chỗ này đông đúc nha. À, dễ gì. Rau củ thì rất là phong phú ha. À, tất cả những cái sản phẩm để tiêu dùng cho hàng ngày đều có hết. Tôm, cá, có gà, có trứng vịt, trứng gà ta. Cái này là bún á. Bánh ngọt, ở đây có bánh bò nướng. Nướng tại chỗ luôn. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ con cảm ơn. Cô bán rất là nhiều cá, có cá mòi, cá biển nữa. Nhiều quá luôn nè ha. Đây là có một số loại bông đậu, cái này mình mua về mình nấu nước nhuộm màu cho thực phẩm nha. Cái đậu này màu tím nó gọi là cái gì quên tiêu rồi nè. À, qua đậu biếc, đúng rồi, có qua đậu biếc này. Này là những màu tím, màu hồng. Ồ, mấy cái này là tự nhiên không nha. Cút cái này. Thấy một số người nấu chè mua cái này về nấu nước lấy ra cái nhuộm mới được. Bên trong cô bán có một mớ đậu, có nho nè, táo nè, táo khô mình đó. Bắp nấu nè, còn bắp nếm nè. Cái cây đó. Còn phía bên trong đó là cái quán ăn nha. Do khu vực chợ này bán rất là đầy đủ đồ luôn á, có những cái người dân ở lân cận những cái chợ khác người ta cũng đến chợ này mua, vì đến đây mua sẽ mua được là đồ đầy đủ hơn, mua được những cái đồ mà cần thiết sử dụng cho đám tiệc hoặc là cho những bữa ăn, có những cái đồ mà cần ăn á. Đây là chả cá nè. Măng muối, cải muối, có mắm, dưa, muối. Wow. Bún, bánh tằm, phở, bánh ướt. Đầy đủ ở đây trơn ha. Chỗ này đông ghê luôn nè. Bên không gian đó là bán thịt. Chỗ này khô nè. Và vậy trong đó là hình như bán khô cá nó nhiều. Tới chỗ này bán hải sản đây nè. Gia vị, hành, tiêu, tỏi, xả, băm, ớt, băm, cá, dân hàng cá, đó. Cá biển, cá tra nữa, quá nhiều luôn rồi. Bí phải mở vào sẵn, đó, cá. Chỗ này đông quá nè, khu vực này giờ đông đúc quá. Rau củ, cô chú là đã gọt khóm nè, khóm này đã gọt sẵn. Cà chua, rau củ, cam, hành, ngò, quăng, tiêu, tỏi, rồi đầy đủ hết trơn nha. Bỏ lừa chí luôn. Ủa, chỗ này có chỗ làm hến nè. Đó, luộc hến, đó. Heo quay, nước dừa, đầy đủ, cá, nấm, các loại rau củ,
ngó sen, rồi cỡ bông, bông thiên lý nè. Chợ Huế, chợ cá heo quay, có khô gà, hải sản. Ồ, bên đây hành, tiêu, tỏi, có cải muối. Ở đây mấy chị ơi, bán qua lại người vàng mang 30 cái, mang 30 mấy chị ơi. Ở đây chị. Bún, hủ tiếu, rồi thịt. Ở đây có vải xi nè. À, đây là chỗ bán cá. Thì chú có những cá rô lớn ghê, được. Cá rô mề, cá tra, cá biển nữa. Một sạp bán trái cây ở đây. Ở táo nè, cam nè. Cá. Có cá lộc tông nữa nè. Wow. Đồ chay đây, đồ chay đậu hũ non nè, đậu hũ chiên sẵn, đậu hũ trắng, có cả đậu hũ cốt xả, chiên tại chỗ luôn, à cô đang chiên tại chỗ luôn nè, nóng hổi luôn. Bưởi, cam, đu đủ, chôm chôm, bưởi. Bưởi da xanh, trái tốt quá. Ôi trái vừa lớn ghê luôn ha. Trái thật là to. Trái này có thể là hơn ký nha, hơn 1 kg luôn á. Bên đây cam nè, tâm sòn nè, chôm chôm nè, chichiri nè, táo nè. Bơ, bơ đắt lắm. Một trái bơ tím nè. Cá mềm hả? Cá chua giá cứng đi. Cốc chín đó. Bên đây nó bán rau củ và có cả tôm nè. Ở phía bên kia thì bán thịt. Trời này lớn ghê luôn ha. Và thấy những trái đu đủ này là ngọt nè. Cherry, nho, táo, bưởi. Cá. Ổi ngon quá, ổi rụt rõ nè. Ổi vườn giòn, giòn ngọt. Dạ. Dạ, dạ. 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 Đây có mớ hoa nè ha. Bên nước có sâm lạnh nướng đây nè. 5.000 đồng sâm lạnh. Chỗ để bán thịt nhiều quá nè. Và cá, cá lóc xương ra sẵn luôn. Lấy xương ra hết rồi ha, lấy thịt. Làm ngày cái lao 15 ngàn, quýt được 35 ngàn.
giờ này là đúng là đang là giờ cao điểm, mọi người đi phong chợ này là đông, rất là đông đúc luôn. Đây là bán cá thịt nha. Đu đủ nè. 15 luôn. Đu đủ bao ngọt 15.000 đồng. Rẻ nha. Giá 15.000 đồng. Rẻ, mà đi một số chỗ khác là bán 20.000 đồng một ký. Cái này là 20.000, 15.000 là gì? Sẽ rẻ, rẻ hơn những chợ khác bán. Có một thùng nước sâm Nha Đam này đi bán như vậy. Bơ sáp dẻo 1 ký 15.000. 15.000 đồng tí, ngon ghê luôn. Đào. Hôm nào giờ chưa ăn trái này không biết ăn sao. Dạ. Dạ, cái này, này ăn ngon không mấy con? Ngon. Dạ, hôm nào giờ không có ăn. Ngon lắm. 2 ký có 5 à. Đào này bao anh? Ăn giống như táo không? Chơi chứ. Dạ. Thơm lắm. Thử đi. Đây đào để mua ăn thử. Mười ba ngàn đồng một ký. Cũng ngọt, hơi ngọt ngọt. Bán bánh nè, hủ tiếu. Wow, quá nhiều luôn rồi. Hai lúa thì dễ sợ, lần đầu tiên mới ăn được trái đào như vậy. Chùm chùm. Dạ, qua đây, qua đây. Đi chợ này vui dễ sợ luôn á. Đông người quá không? Thì trước đó bà chuyền chạy cá nè. Quà. Dâu tây. Chỗ con chỗ bán dâu tây nè, dâu tây khô nè. Cớp, chè tiêu, bên trong là bán nước uống. Wow, cá này, quá nhiều cá luôn rồi nè. Bên đây lại có một cái con hẻm nhỏ nữa. Ờ, bên trong nó cũng bán trái cây ha. Rau, củ, trái cây, đồ ăn, đồ uống rồi rất là nhiều. Đi vào thử cho các bạn xem nha. Dừa nè, chuối nè, đó, tư đủ nè, có đập lan nè. Wow. Đậu hũ nè. Tôm, tép, ếch, cá, đây còn đậu hũ. Có bột lọc 20 cơ ơi. Chôm chôm 25 luôn. Chôm nghỉ 25 nè. Quá ngon luôn, chào 20 nè. À, có một anh bán vé số ha. Wow, đây. Đồ ăn thức uống, cái con hẻm này bán rất là đầy đủ luôn ha. Vừa, trái dừa nhỏ nhỏ xíu như vậy. Là phải nó
Cam cái bè 20.000 đồng một ký hả, trái lớn to ha. Còn bên đây là bao nhiêu đây? 13.000 tới 18. Đó. Okay. Bên đây đông rồi nè. Chỗ này bán đồ chay. Có những món ăn đậu hũ nè. Rất là nhiều món đây ha. Ngon quá, hấp dẫn ghê. Dưa chua bên đây bán được. Bòn bon, rồi nhãn. Rau củ, sạp rau củ trong nhà. Nhớ bán có bánh dày, bánh chưng, bánh dày bên trong nữa ha. Bưởi, trái cây ở đây rồi. Quá đầy đủ luôn rồi. Có dưa lưới nữa. 50 ngàn một ký. Trái cây táo cherry. Ngon chưa? Đi về ra ngoài đường này sao mà đông dữ hả? Cherry Mỹ. 30 ngàn đồng một lạng. Cũng muốn đắt nha. Quá bên kia kìa, đông quá. Đủ là rau củ cho đây ha, ớt chuông, dưa leo rồi cải, cam. Đó, có những loại rau củ đây đầy đủ, rất đầy đủ. Ôi sâm, xanh xa, xanh xáo. Có đầy đủ. Đây một ly sâm gì là 3.000 đồng ha. Ừ, má luôn. Dạ. Tại vì con mua thêm cái khác nữa. Đó. Tôi mua là trái cây rồi xong nữa nè. Đó. Bưởi, bên đây bán heo quay. Ở quầy này bán heo quay nè. Heo quay ngon. Bưởi. Dạ, bà ấy bưởi. Bưởi này là da xanh. Ủa, có 25.000 đồng ký hả? 25.000 đồng ký bưởi da xanh. Ờ, rẻ nha. Dạ, dạ. Khô. Mà khô cá này hình như là ít xương á. Trái cây, bơ, quá nhiều rồi, đủ đủ. Trời ơi. Chỗ này nó hơi đông người ha, đi hà chen xíu nè. Sắp ra tới ngoài đường luôn rồi. Đào, ok. Thêm một cái loại đào gì mà nó nâu đỏ nữa. Có cả xề lào nữa nè. Trời chị ơi, trời. Wow, bên đây là rau củ. Quá nhiều luôn á. Chợ này lớn cực kỳ luôn. Bưởi, đồ si. Đây, bên đây là đồ chay. Yeah. Tỏi hành đây nè. Và cái chợ này đi nằm bên kia là cắt ngang đường Nguyễn Thiện Thực. Đây là ra đường Nguyễn Thiện Thực nha. Nhưng mà giờ đi qua bên đường bên kia cũng là chợ Bàn Cờ luôn. Đấy, bên đây chạy dài cái khu bên đây nè. Bán trái cây nè, mận nè, một mận trái lớn ghê luôn á. Bên đây thì buôn bán ít hơn bên kia. Đó, nhưng mà cái con đường này vẫn chạy bán như trái cây, một số món ăn uống nằm ở trên đây. Đó, bên trong đó là
có cơm nè. Dạo phía trước là khu chung cư á, chung cư. Trái cây chú ý nè, cốc nè. Thanh long nè, cái bánh ú nè. Mình đã đi rất là nhiều chợ, từ chợ miền Tây hay là chợ ở Sài Gòn, nhưng mà lần đầu tiên đây là cái chợ mình cảm thấy là lớn và mọi người đi là rất là đông, hình như là đông nhất trong các chợ mà mình đi từ thực hiện clip chợ đầu tiên đến bây giờ. Đông lắm nha. Phía trước bây giờ nhìn nè, nhìn cái đường vào trong chợ cho nên quá bên đường đó, đó các bạn thấy không? Ở xung quanh thì người ta đậu xe nè, chợ đó đông ghê luôn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Nhớ đăng ký để ủng hộ cho Sức Sống có cái động lực mà đi nhiều nơi để quay lại những clip hay bổ ích để chia sẻ cho các bạn nha. Bye bye.